chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây là một hũ mắm ruốc nè các bạn. Hôm nay mình làm một cái món ăn của mình, nó có tên gọi là mắm ruốc chưng với thịt heo và trứng các bạn nha. Thì đầu tiên ở bên này là mình có 250g thịt heo mà mình đã xay rồi á. Và cái mắm ruốc này á, là mình chỉ sử dụng khoảng cỡ 3 muỗng thôi. Khoảng 3 muỗng này nè. Và ở bên này là mình có 5 quả trứng. Trứng này là trứng gà ta này các bạn. Mà mình muốn làm bằng trứng gà trắng cũng được. Nhưng mà đây là trứng gà cái mình mua, mà trước khi mình làm là mình rửa cho nó sạch cái vỏ bên ngoài để khi mà mình đục vô cái nó không bị dơ. Và những nguyên liệu mà để mình làm đây là có bột nêm này, tiêu này, rồi đây là hành tím mình băm nhỏ này, đây là ớt mình cắt lát, và đây là hành lá mình cắt nhỏ. Bây giờ đầu tiên đó là mình cho khoảng 3 muỗng, coi như 3 muỗng vơi vơi thôi các bạn. Tại vì một lát nữa khi mà mình làm mình sẽ chia vô ra khoảng 3 chén mình hấp với các bạn. Thì mỗi một chén là khoảng cỡ, nếu mà mình gom vô lại chắc cỡ 2 muỗng đầy thôi. Thì mình múc vô đây làm 3 lần này các bạn. Rồi. Còn như thì mình sẽ cất lại để mình dùng cái lần sau. Mình cứ đậy kín lại, mình để trong tủ lạnh mình sẽ sử dụng được lâu nè. Rồi bây giờ mình cho cái chỗ hành băm này mình cho vô hết nha. Còn hành lá này thì mình cho gần hết, mình để lại một ít để một lát nữa mình để trên mặt cho nó đẹp. Để lại ớt này một lát nữa mình cũng để trên mặt này. Và mình cho vô đây tiêu này các bạn. Mình cho vô một muỗng tiêu đầy các bạn. Vì cái loại mắm này mình làm nó cay cay và nó thơm, cho nên là mình phải cho tiêu nhiều nha. Vì mắm ruốc của mình nó cũng mặn rồi, nhưng mà nó không phải là mặn lắm các bạn. Mà cái lượng thịt của mình nhiều cũng như trứng của mình nhiều á, cho nên là mình phải cho thêm bột nêm nữa này các bạn. Nếu tí nữa mình làm khoảng 3 chén thì mình cho 3 muỗng bột nêm nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đập trứng nè. Mình đập trứng á, mình sẽ sử dụng khoảng 2 cái lòng đỏ trứng để mình cho sau cùng á các bạn. Cho nên là mình sẽ lọc qua lọc lại như vậy này các bạn. Để mình cho cái lòng trắng nó vô trong đó, còn mình giữ lại cái lòng đỏ này. Vì cái vỏ trứng ở bên ngoài là mình đã rửa sạch rồi các bạn nha. Mình để dành lại khoảng 2 cái lòng đỏ trứng để đây một lát nữa mình cho vô sau cùng. Để còn bao nhiêu trứng thì mình đập hết vô cái tô thịt này nha. Cái này khi nãy là do mình làm bể các bạn. Mình đưa qua đưa lại lâu quá nó bể. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều cái hỗn hợp này lên nha. Sau khi mà mình đã đảo đều cái hỗn hợp là ruốc này, rồi thịt này, trứng này và những cái gia vị vô rồi á, thì bây giờ mình cho nó vô chén này các bạn. Mình sẽ chia ra làm 3 chén để mình chưng lên nha, để mình hấp lên. Mình canh canh mình chia ra cho nó khoảng 3 chén. Thank you.
chén này nó còn ít, mình cho thêm. Ở bên này thì mình đã chuẩn bị một cái nồi nước rồi nè các bạn. Bây giờ mình xếp những cái chén của mình nó vô cái nồi nước này nha. Mình sẽ đậy nắp lại và mình mang đi hấp nha. Mình bật bếp lên rồi nè các bạn. Và mình đặt cái nồi mắm của mình lên để mình hấp nè. Cái nồi này mình hấp chắc phải hơn nửa tiếng thì nó mới chín. Tại vì cái lớp thịt của mình nó cũng dày lắm nè các bạn nè. Như vậy là mình cứ đặt ở trên bếp mình nấu khoảng nửa tiếng đi đã nha. Khi mình hấp được khoảng cỡ 15 phút rồi các bạn, thì mình mở nắp ra nè. Và mình khi nãy mình để lại hai cái lòng đỏ của trứng gà các bạn, mình sẽ đánh nó ra. Rồi bây giờ mình dùng cái banh xô á, mình quét nó vô, mình quét nó lên trên mặt đó các bạn, để cho khi mà cái mắm chưng của mình mà nó chín á, trên mặt nó có cái màu vàng rất là đẹp. Màu vàng đây là màu vàng của lòng đỏ trứng các bạn nha. Mình không sử dụng bột màu. Từ lúc mà mình cho cái lòng đỏ của trứng gà lên trên mặt đó, mình hấp lên khoảng 20 phút nữa nè. Tức là cái lần đầu là mình hấp được 15 phút rồi mình quét cái lòng đỏ của trứng gà lên trên mặt. Rồi mình hấp thêm 20 phút nữa, tổng cộng là cũng phải cỡ 35 phút rồi. Đây các bạn thấy này, cái nồi nước của mình mà nó đã cạn gần hết rồi nè. Nó còn có xíu 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 à. Rồi mình dùng cái tăm á các bạn, mình thử nha. Và khi mà mình rút lên mà mình thấy là nó không có còn dính nữa này. Như vậy là nó đã chín rồi. Vậy mình tắt bếp đi nha. Mình đã đem mấy cái chén mắm của mình ra ngoài rồi nè các bạn. Bây giờ mình có thể như mình trang trí thêm một ít hành lá này, vì nó còn đang là rất nóng đó các bạn. Cũng như là hành lá này thì mình cũng trang trí cho nó đẹp mắt này. Vì ở trong cái mắm mình đã trộn tiêu thì nó cũng đã cay rồi, nhưng mà mình cũng có trang trí thêm những lát ớt, hoặc là ai muốn ăn cay thêm thì có thể ăn thêm ớt đây nữa. Như vậy là với khoảng hơn nửa tiếng mình hấp và khoảng nửa giờ đồng hồ trước là mình trộn những cái nguyên liệu này với nhau, như vậy là tổng cộng khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn, là mình đã có được 3 chén mắm ruốc chưng với lại thịt nạc và trứng rất là ngon này các bạn. Món này mình để ăn kèm với cơm nóng trong những cái ngày mà trời mưa gió như vậy rất là ngon đó các bạn ơi. Mến chào các bạn nha.